Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Vả khi Mạc Đô Chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Người cũng đi đến tận trước cửa vua, vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiêng cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình. Các nàng hầu bà Esete và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mạc Đô Chê mặc để lột bao khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Bây giờ bà Esete gọi Ha Thác, một hoạn quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mạc Đô Chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ha Thác bèn đi ra đến Mạc Đô Chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mạc Đô Chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Haman đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa. Người cũng đưa cho hoạn quan một bản sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Giu-đa để hoạn quan chỉ cho bà Esete xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua. Trước mặt vua, nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Ha Thác bèn trở về thuật lại cho bà Esete mọi lời của Mạc Đô Chê. Bây giờ bà Esete nói với Ha Thác và sai người nói lại với Mạc Đô Chê rằng: các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việc vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày dài tôi không được vời vào cung vua. Người ta thuật lại cho Mạc Đô Chê các lời của bà Esete. Mạc Đô Chê biểu đáp lại cùng bà Esete rằng: chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Bà Esete bèn biểu đáp lại cùng Mạc Đô Chê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Mạc Đô Chê bèn đi và làm theo mọi điều bà Esete đã dặn biểu mình. Chương 5. Ngày thứ 3, bà Esete mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Esete đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ ra cho bà Esete cây phủ việc vàng ở nơi tay mình. Bà Esete lại gần và rờ đầu cây phủ việc. Vua nói với bà rằng: hỡi hoàng hậu Esete, ngươi muốn chi, cầu xin điều gì, dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Esete nói: nếu nhiệm ý vua, xin vua và Haman ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. Vua bèn bảo rằng: hãy kiếp vời Haman đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn vua và Haman đi đến dự tiệc yến của bà Esete đã dọn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Esete rằng: nàng xin điều gì tất sẽ nhậm cho, nàng cầu khẩn việc gì dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Bà Esete đáp rằng: này, điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao.
nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao. Xin vua và Haman hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Trong ngày đó, Haman đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Haman thấy Mardochê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mardochê. Dẫu vậy, Haman nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Seret là vợ mình. Haman thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua. Haman cũng nói, trừ ra một mình ta, hoàng hậu Esete chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn. Và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mardochê người Giu-đa ngồi tại cửa vua. Seret vợ người và các bạn hữu người đều nói rằng, hãy biểu dựng một mộc hình cao 50 thước, rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mardochê tại đó. Đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng Haman, người bèn truyền dựng cây mộc hình. Thi thiên thứ 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa, kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là huyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều vua nịnh. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó, nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Chương 2. Lúc ấy, Sê-sa Augustơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.
bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trật cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. Lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bò câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vừa qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Hỏi 3 ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
Chương 3. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Bonsephilat làm quan tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sủng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Vậy Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng: hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cây búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi Giăng rằng: vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là đấng Christ chăng. Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây dài Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi Giăng rao truyền tin lành thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod vua chư hầu đã bị Giăng can gián về việc Herodia vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt Giăng bỏ tù. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Ngài đứng cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin thì Ngài là con Joseph, Joseph con Heli, Heli con Mát-tác, Mát-tác con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi, Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Joseph, Joseph con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li, Ếch-li con Na-ghê, Na-ghê con Ma-ác, Ma-ác con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in, Sê-mê-in con Yô-sếch, Yô-sếch con Yô-đa, Yô-đa con Yô-a-nan, Yô-a-nan con Rê-sa, Rê-sa con Sơ-rô-ba-bên, Sơ-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên con Nê-ri, Nê-ri con Mên-chi, Mên-chi con A-đi, A-đi con Cô-sam, Cô-sam con En-ma-đang, En-ma-đang con Ê-rơ, Ê-rơ con Giê-su, Giê-su con Ê-li-ê-xe, Ê-li-ê-xe con Yô-rim, Yô-rim con Mát-thác, Mát-thác con Lê-vi, Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-sép, Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con Ê-li-a-kim, Ê-li-a-kim con Mê-lê-a, Mê-lê-a con Men-na, Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-thang, Na-thang con David, David con Giê-sê, Giê-sê con Giô-bết, Giô-bết con Bô-ô,
Bô con Sala, Sala con Naasson, Naasson con Aminadab, Aminadab con Admin, Admin con Aroni, Aroni con Ekrom, Ekrom con Phare, Phare con Yuda, Yuda con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Naco, Naco con Serup, Serup con Ragao, Ragao con Phalet, Phalet con Hebe, Hebe con Sala, Sala con Cainam, Cainam con Abaksak, Abaksak con Shem, Shem con Noe, Noe con Lamech, Lamech con Matusela, Matusela con Henoch, Henoch con Jared, Jared con Meleleen, Meleleen con Cainam, Cainam con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Chương thứ tư. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi." Ma quỷ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: "Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: "Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa." Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: "Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó." Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra và nói rằng: "Có phải con Joseph chăng?" Ngài phán rằng: "Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Capernaum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi." Ngài lại phán: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Dù vậy Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elishe, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung, song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman người xứ Syri mà thôi." Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống. Song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán.
Vả trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Xong Đức Chúa Giêsu quở nặng nó mà rằng: Hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội, vào nhà Simon. Bà gia Simon đang đau rét nặng lắm, người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ. Một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilê. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.